Chào mừng các bạn quay trở lại với A to Z English nhé. As usual, we need to review. Như thường lệ chúng ta cần phải ôn tập các bạn. Rồi, hôm trước chúng ta học về thì hiện tại đơn của động từ thường. Và trước khi ôn lại cái đó thì chúng ta ôn lại một số cái từ mà mới các bạn. Rồi, chúng ta có từ mỗi mọi là gì các bạn này? Every. Các bạn chú ý every. Theo sau nó sẽ là một danh từ số ít như cho các bạn. Rồi, ví dụ, mỗi buổi sáng, every morning. I go to work every morning. Tôi đi làm vào mỗi buổi sáng. Rồi, mỗi học sinh, every student. Every student, ok. Every student needs a teacher. Mỗi bạn học sinh phải cần có một gì các bạn? Cần có một gì đây? Một người thầy. Yes, that's right. Every girl, mỗi cô gái, tương tự như vậy, every girl, mỗi cô gái, ok các bạn, has long leg, có chân dài, ok. Rồi, đi tiếp là chúng ta có động từ muốn, want. I want a big house, tôi muốn một ngôi nhà lớn, and I want to have a supercar, tôi muốn một cái siêu xe, yes, want, muốn. Rồi, chúng ta động từ xem, watch. Do you watch TV? Bạn có xem TV không? No, I don't. I don't watch TV. I watch telephone. Tôi xem điện thoại cơ. Okay, watch. Xem. Động từ mọc. Rise. The sun rise in the morning. Mặt trời mọc vào buổi sáng. Nặng là gì quan này? Set. Okay. And the sun sets in the evening. Nặng là buổi tối. Okay, các bạn. Rồi đi tiếp là các bạn. Động từ rời đi, live, rời đi. My mom live, okay, as in the morning. Mẹ tôi rời đi ở buổi sáng. And trở về các bạn. Đến rồi tới nơi, arrive. Okay. She arrived at work. Cô đến cái chỗ làm việc. Okay, tới chỗ làm việc. Okay. Rồi, thức dậy, đi ngủ là go to bed. Thức dậy thì các bạn này, get up. Rồi, get up, ok. Get up. Ok, get up. Động từ chơi, play. Ok. Ví dụ, I play video game. Video game. Các bạn, cái từ này rất là dễ, trò chơi điện tử đó các bạn. Ai biết cái chữ này, game, trò chơi. Rồi, video đó các bạn. Ok, cái thức phim này, video game, trò chơi điện tử. I play video game. Do you play video game? Bạn chơi video, trò chơi thử không? No, I don't. Ok, ví dụ vậy. Đợi đi tiếp nào. Chúng ta động từ bắt đầu start. The class starts every day. Lớp học bắt đầu mỗi ngày. Ok. Rồi kết thúc finish. Do you finish your job? Do you finish your homework? Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Ok. Rồi chúng ta có động từ look. Look, động từ này bản chất của nó là nhìn, nhưng mà nó cũng có một nghĩa khác nữa là trông có vẻ. Ok, he looks handsome. Anh ấy trông có vẻ đẹp trai. Ok, look at the ball, nhìn lên bảng. Ok, rồi listen and repeat. Sống, live. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in Vietnam. Yes. Động từ yêu anh biết là love. Rồi. Do you love me? Okay. Listen and repeat. Lắng nghe lại tôi. Every morning, every student, every girl want. Âm từ nếu các bạn đọc want là số 1. Want. Âm từ như sau. Watch. Rise. Set. Live. Âm này âm dài một chút, âm y dài. Live, còn thế này. Live. Arrive. Get up. Play video game. Start. Finish. Look. Life. Sorry. Live. Love. Rồi, dịch nghĩa thôi. Every là gì các bạn? Mỗi mọi. Every morning, mỗi buổi sáng. Every student, mỗi học sinh. Want, muốn. Watch,
xem, rise, mọc, set, nặn, leave, rời đi, arrive, tới nơi, get up, thức dậy, play, chơi, video game, trò chơi điện tử, start, bắt đầu, finish, kết thúc, look, nhìn, nghĩa thứ hai, trông có vẻ, live, sống, love, yêu, ok. Rồi, thì hiện tại đơn của động từ, thì hiện tại đơn của động từ thường dùng diễn tả cho các bạn này, cái hành động nập đi nập lại ở hiện tại, ok. Rồi, cái gì các bạn? Sở thích, thói quen ở hiện tại. Ở cái gì nữa các bạn? À, sự thật hiển nhiên, ok. Cái gì nữa các bạn? Anything else? Anything else? Có gì nữa các bạn? À, nịch tàu xe chạy, nịch chiếu tivi, các thứ, thời khóa biểu, cái đó lặp đi lặp lại luôn, ok. Rồi các vị, cái gì nữa? Anything else? Có gì nữa các bạn? Ok, 5 senses, 5 cái giác quan nữa, ok. Rồi, vậy cấu trúc của nó như nào các bạn? Chủ từ S1 gồm cái gì các bạn này? Cô ấy, anh ấy, nó, Tuấn, Nam, Mai, một người, một con vật, một đồ vật, một chủ từ S2, từ 2 trở lên. You, we, they, ok, Tuấn và Nam, hai người rồi, yes. Duy nhất có chữ gì? Tôi, ai, mặc dù là một người nhưng vẫn được xếp vào chủ từ S2 trong cái thì này. Câu khẳng định, chủ từ S1, động từ phải thêm gì? S hoặc ES. Nhìn giống như kiểu danh từ số nhiều đúng không các bạn? Nhưng mà đây nó động từ chỉ có duy nhất chủ từ S1 thôi. Còn chủ từ S2 động từ không thêm, ok. Rồi cách thêm của nó giống hệt như kiểu là thêm danh từ số nhiều. Và phát âm giống hệt như kiểu danh từ số nhiều thêm S và ES vô. Rồi câu phủ định, chủ từ S1 thêm chữ gì và thành không? Thêm cái gì các bạn? Does not, viết tắt đọc cái gì các bạn này? Doesn't. Ok, khi đó động từ có cần thêm không? À, không cần thêm nữa. Chủ từ S2, à, thêm gì thành không? Do not, viết tắt là don't. Động từ, ok, không có thêm gì. Rồi, câu hỏi, ok các bạn. Câu hỏi, đưa gì đầu câu làm câu hỏi? Chủ từ S1 đưa gì lên? Does, chủ từ S1. Rồi, ok. Động từ không còn thêm gì nữa. Chủ từ S2 đưa gì đến đầu câu? Do, ok, chủ từ S2, yes. Câu hỏi, thế đúng trả lời sao? Yes. Chủ từ S1 thì cộng gì các bạn này? Cộng với lại does. Ok, còn nếu S2 thì gì các bạn? Do. Còn nếu không? No. Chủ từ S1 cộng với gì để thành không? Does not. Does not viết tắt thì các bạn? Doesn't. Còn S2 là đây. À, don't. Rồi các bạn, I summarize. Tôi đã tóm tắt rồi các bạn. Rồi bây giờ practice, thực hành nha. Ok, rồi mỗi một cái, mỗi một thể các bạn, chúng ta làm một vài cái ví dụ. Thứ nhất, ok. I like cars. Tôi thích ô tô. Nhưng mà sao các bạn? Cô ấy thích, she likes, ok. Cars, chủ từ S mấy các bạn? Chủ từ S1, động từ phải thêm vô. Ok, rồi tiếp tục nào. And we watch TV, chủ từ S2, động từ không thêm. Nhưng bây giờ con anh ấy xem TV, he watch, thêm ES vô, chủ từ S1 phải thêm vô, ES watches TV. Ok. Rồi tiếp tục là sẽ đang động từ khác. Rồi. It want, nó muốn chủ từ S1, động từ, it want a sandwich, nó muốn một cái bánh mì kẹp thịt. Ok, a sandwich. Ok, nhưng bây giờ các bạn, họ muốn, they want to go home. Ok, they want to go home. Và các bạn chú ý, chủ từ S2 động từ không có thêm gì hết. Và tại sao ở đây lại có chữ to các bạn? Trong câu này đã có một động từ rồi, bây giờ lại thêm một cái động từ nữa thì trước động từ đó phải thêm chữ to, và chữ to trong trường hợp này không cần dịch nghĩa gì hết. Ok, rồi sang câu phủ định xem nào. Rồi, sử dụng động từ mới nhé các bạn. Chúng tôi không chơi trò chơi điện tử. And we don't play video game. Ok, rồi bây giờ sao? Cô ấy không chơi sao? She doesn't play video game. Rồi, cô ấy chủ từ S1 nên phải dùng doesn't. Còn đây chủ từ S2 phải dùng don't. Ok, rồi.
Câu hỏi này, câu hỏi bạn có học tiếng Anh không? Do you learn English? Trả lời cho tôi yes. Yes, I do. Rồi bây giờ cô ấy có học tiếng Anh không? Từ từ S1 đưa gì nên Does she learn English? No, cô ấy không học đâu. No, she doesn't. Ok. Why? Tại sao vậy? Because English is very difficult and boring. Tiếng Anh thì rất là khó và sợ các bạn chán nữa. Ok, listen and repeat. Lắng nghe lại cho tôi. I like cars. Thế mẹ tôi đọc gì ra? She likes cars. We watch TV. He watches TV. It wants. Thế mẹ đọc gì ra? It wants a sandwich. They want to go home. Ok, đọc nhanh sang they want, không âm tờ nữa, bỏ âm tờ luôn đi, đọc lướt qua. They want to go home, hoặc winter cũng được. They want to go home, yes. Rồi, we don't play video game. And she doesn't play video game. Câu hỏi đọc cao giọng lên. Do you learn English? Yes, I do. Does she learn English? No, she doesn't. Ok. Rồi, và một số câu hỏi có sử dụng cái thì này. Bạn thích cái gì, hỏi sao các bạn này. And what do you like? What do you like? Cô ấy thích cái gì, hỏi sao. What does she like? Rồi, tiếp tục nào. Mẹ của bạn thích cái gì? What does your mom? Mẹ của cô ấy dùng cái từ mới đi. Her mom like. Yes. Rồi tiếp tục nào. Thầy giáo của họ thích gì của họ? Thầy giáo của họ là một ông thầy. Does của họ là gì nhỉ? Their teacher. Teacher like. Ok, rồi. Họ thích cái gì? Chủ từ S2. What do they like? Rồi, bịa ra cho tôi. Bạn thích cái gì? What do you like? I like to go home. Tôi thích đi về nhà cơ. Chủ từ S2, động từ không thêm. Rồi đây là động từ thứ hai, phải thêm to trước nó. Ok. Rồi, tiếp tục nào. What does she like? Cô thích cái gì? She likes. Rồi, chủ thêm S rồi. She likes a dress. Cô thích đầm. Ok. Rồi các bạn có thể ghi là address hoặc là dresses đều được cả. Rồi ok. Rồi tiếp tục nào. What does her mom like? She like to cook. Bà thích nấu ăn. Yes. Động từ thứ hai thêm to vào. Ok. Thầy giáo các bạn thích he likes. Ok. He likes teddy bear. Ông ấy thích gì các bạn? Gấu bông teddy bear. Có thể là ghi lại vậy hoặc là cũng được, muốn ghi kiểu nào thì ghi. Yes. Ok. Rồi, tương tự như vậy. Listen and repeat. What do you like? What does she like? What does her mom like? What does their teacher like? What do they like? I like to go home. She likes dresses. Dress, thêm yes cho đọc bằng dresses. She likes to cook. He likes a teddy bear. Ok, finish. Xong cái này nhá. Rồi, bạn thích cái gì? Easy rồi. Rồi, sang câu tiếp theo là gì các bạn này? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì, hỏi em sao? Bạn làm nghề gì? Ngoài cái câu what's your job ra, chúng ta còn câu gì nữa các bạn? Rồi, bạn làm nghề gì, hỏi sao? Cái câu rất đơn giản này. What's your job?
What's your job? Tuy nhiên tôi không muốn sử dụng câu cấu trúc của thì hiện tại đơn. Tôi muốn sử dụng thì động từ thì các bạn, động từ thường cơ, bạn làm nghề gì làm sao? And what do you do? What do you do? Yes. Rồi. Đây, chủ từ S mấy? S2, động từ thường. Ok, động từ đây. Chữ do này là động từ, còn chữ do này là trợ động từ, không có nghĩa gì hết. Chủ từ đây, động từ đây. Chủ từ S2, động từ thường, câu hỏi đưa do lên trước, làm câu hỏi chính xác. Rồi, tương tự như vậy. Bây giờ cô ấy làm nghề gì? What does she do? Ok. Rồi, họ làm nghề gì? What do they do? Ok. Rồi, mẹ của bạn làm nghề. À, mẹ của Nam làm nghề gì? What does Nam, của Nam, phải S. Mom, yes, do. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, bây giờ như bạn làm nghề gì trả lời sao? I'm a manager. Tôi là một giám đốc manager. Yes. Ok. Cô ấy làm nghề gì? She's a cleaner. Cleaner. Cô ấy là gì các bạn? Cleaner. Người lau chùi quét dọn. You ok. Rồi. Enough. Đủ rồi. Lắng nghe lại tôi. What do you do? What does she do? What do they do? What does Nam's mom do? I'm a manager. She's a cleaner. Rồi, ok. Number 1, number 2, and number 3. Rồi, số 3. Rồi, bạn muốn cái gì hay sao? Rồi, ngoài thích cái gì ra giờ muốn cái gì? What do you want? Tương tự như vậy, cô ấy muốn thì What does she want? Rồi, ok. Rồi, trả lời tôi. Mình ra cửa hàng và cửa hàng. What do you want? Bạn muốn gì? I want, okay, 2 pens, 2 cái bút, and a notebook, và một quyển vở, okay, cô ấy muốn gì? What does she want? She wants, okay, to play a video game, okay, rồi. Câu số 3 xong, bây giờ sang câu tiếp theo các bạn. À, bạn yêu ai? Yêu ai? Yêu ai hầm sao? Ai, từ hỏi ai, who? Who do you love? Rồi. Cô, anh ấy yêu ai? Who does he love? Rồi, họ yêu ai? Who do they love? Vì ở đây các bạn. Yes. Bạn yêu ai? Trả lời ra, I love... Okay, my dad. Okay, he loves. Okay, nở chẳng hạn. Yes. Okay. Rồi tiếp theo. Listen and repeat. Lắng nghe lại tôi. Who do you love? Who does he love? Who do they love? I love my dad. He loves nở. Yes. A beautiful girl. No, it's a beautiful girl. Okay. Rồi. Number 4 and number 5. Bạn sống ở đâu? Hỏi làm sao? Where? Ở đâu? Ở đâu? Where? Where do you live? Okay. Where do you live? Rồi. Tương tự như vậy. Đổi chủ từ đi. Where does Doraemon live? Yes. So on. Vân vân ra các bạn. Rồi bây giờ sống ở bạn sống ở đâu? À, chúng ta có thì tôi sống ở Việt Nam. I live in Việt Nam. Rồi. À, giới từ chỉ vị trí in ở một nơi lớn. Rồi tiếp theo nào. Rồi. À, Doraemon sống ở đâu? Doraemon là một con vật. It lives. Ok. Ví dụ sống ở đường 7, ở đường như đây, ở đường Điện Biên Phủ các bạn. Live on Điện Biên Phủ. Ok, đường phố thì các bạn này Street. Sống ở trên một con đường dùng giới từ on, giới từ chỉ vị trí. Rồi tiếp tục nào, bây giờ hỏi họ sống ở đâu? Where do they live? Rồi, họ sống ở số 10, đường Điện Biên Phủ. They live at. Rồi, số 10. Ok, Điện Biên Phủ, Street. Ok.
Rồi các bạn chú ý tôi ba cái từ này là giới từ chỉ vị trí. Các bạn chú ý giới từ, ký hiệu giới từ đây là ký hiệu của giới từ, được chưa các bạn? Viết tắt của chữ preposition. 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 Rồi. Giới từ là từ đứng trước danh từ để nối cái danh từ đó với thành phần đứng trước ở đứng trước nó với thành phần khác ở trong câu, là từ nối đơn giản vậy thôi. In, sống ở in là sống ở một cái nơi nào đó lớn, đứng trước chỉ cái vị trí nào là một cái nơi lớn, được chưa các bạn? Ok. Rồi, on ở trên một con đường, còn at là một cái địa điểm nhỏ. Ok. Rồi, ví dụ đây số nhà cụ thể là địa điểm nhỏ. Ok. Rồi nha các bạn. Rồi. Và cả ba chữ này trong trường hợp này chúng ta đều dịch là ở hết. Đây nó không phải động từ to be thì là ở đâu các bạn. Bên là giới từ, nhớ nha. Rồi các bạn sẽ làm quen dần dần với giới từ, một khái niệm mới, giới từ. Rồi. Listen and repeat. Where do you live? Just where does Doraemon live? Where do they live? I live in, đọc nối sang live in Vietnam. It's live zone, nối sang live zone, Điện Biên Phủ, Chis. They live at 10 Điện Biên Phủ, Chis. Ok, rồi. Rồi chúng ta sang cái phần chính của bài học ngày hôm nay. Đó là hỏi về thời gian các cái hoạt động nó xảy ra. Ok. Rồi. Câu hỏi rất đơn giản là mấy giờ rồi thì chúng ta học rồi, what time is this? Nhưng bây giờ hỏi thời gian các hoạt động xảy ra, ví dụ mấy giờ bạn đi học, mấy giờ bạn về nhà, mấy giờ bạn đi làm. Ok, đó, hỏi thời gian cụ thể các hoạt động xảy ra. Chúng ta đã học về thì hiện tại đơn của động từ thường, thì hôm nay là một cái bài nữa để bổ trợ kiến thức cho các bạn về thì hiện tại đơn, ok, của động từ thường. Ok, để chúng ta sử dụng cái thì này nó được nhuần nhuyễn hiệu quả hơn. Rồi. Thì trước khi mà học cái câu hỏi cụ thể thì bây giờ chúng tôi bổ sung các bạn một số cái động từ, cái từ thường dùng hàng ngày. Các bạn, động từ đọc là gì đây? Read đọc. Rồi các bạn. Read, động từ là đọc. Rồi bây giờ chúng ta đọc sách làm sao nhỉ? Read a book. Read a book, đọc sách đó các bạn. Ok, rồi. Đi học phải biết đọc, biết viết. Viết là chữ viết tiếng Anh đọc nhỉ? Write. Rồi. Write. Write. I write. Động từ là viết. Rồi, các bạn. Còn cái cơm gạo là rice. Đừng nhầm nha. Cơm gạo lúa. Lúa là rice. Còn viết là write. Âm tờ. Ví dụ các bạn viết một bức thư. Rồi. Write a letter. Letter. Rồi. Letter. Letter, viết một bức thư, vậy letter là gì các bạn này? Letter. Rồi, letter. Letter. Letter, chữ R sau không đọc. Ok, danh từ bức thư. Rồi, go on, tiếp tục nào. Chúng ta có đọc, viết rồi. Nghe, học là learn, học biết rồi. Động từ nghe, lắng nghe. Listen. Rồi, viết ra bên sau. Listen to me. Rồi, listen. SL đọc là sần nha các bạn. Rồi. Listen. Biến âm cái đầu lên listen, động từ lắng nghe. Rồi. Các bạn chú ý listen, lắng nghe ai, lắng nghe cái gì phải có đi kèm dưới từ to. Listen, ok, listen to. Ví dụ listen to me, lắng nghe tôi. Chữ me này cũng mang nghĩa là tôi, giống kiểu chữ I, nhưng tại sao ở đây là me mà không phải là I? Thì mấy bài nữa chúng ta sẽ học về cái vấn đề này, được chưa? Listen to me, hãy lắng nghe tôi. Giờ hãy nghe nhạc làm sao? Listen to music. Music. Ok, lắng nghe thằng Nam là listen to Nam. Lắng nghe Hoa là listen to Hoa. Yes. Lắng nghe thầy giáo là listen to a teacher. Yes. Rồi. Vậy music này các bạn, chúng ta có từ music. Music. Rồi, phiên âm music. Music. Music, danh từ âm nhạc. Rồi, vậy nghe nhạc là listen to music. Rồi, chúng ta có ăn hàng ngày, chúng ta phải ăn 3 bữa. Rồi, bữa sáng là gì? Bữa sáng breakfast. Rồi, bữa sáng breakfast. Rồi, phiên âm
break, break. Nhấn âm đầu lên. Breakfast, first, 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 first. Thành từ bữa sáng. Rồi tôi ghi chữ bữa viết tắt, bữa sáng. Rồi bữa trưa, lunch, 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 phiên âm. Ở là lunch, lunch, từ này một âm thôi, lunch, 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 lunch. Rồi, danh từ luôn, bữa gì đây các bạn? Rồi, bữa trưa, rồi. Rồi, bữa tối, dinner, dinner, dinner. Rồi, phiên âm, đi, nhấn âm đầu này, dinner, dinner. Rồi, danh từ, bữa tối. Rồi, các bạn chú ý bây giờ mình nói ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, chúng ta sử dụng động từ gì đây? Have. Chữ have các bạn, nó là có, tuy nhiên khi mà nghĩa gốc của nó là có, I have gì đây? A car, thì có một cái ô tô. Nhưng mà nó khi đi với các bữa ăn thì nó mang nghĩa là ăn nha các bạn nhé. Rồi, nó có một nghĩa khác nữa là ăn ngoài nghĩa có ra. Rồi, các bạn chú ý khi mà đi chủ từ S1 chúng ta phải dùng chữ gì các bạn này? Has ở câu khẳng định. Has. Ok. Rồi, và nhớ cho tôi nó là gì các bạn? Nó có một nghĩa là sao các bạn này? Trong trường hợp đi với các bữa ăn thì nó mang nghĩa là ăn. Vậy chữ have có hai nghĩa. Nghĩa nhất là có và nghĩa thứ hai là ăn. Ok. Rồi, vậy ăn sáng have breakfast, ăn trưa have lunch, ăn tối have dinner. Ok. Rồi, đi tiếp nha. Rồi, gì nữa các bạn? À, đánh răng rửa mặt nữa. Đánh răng, đánh chải là gì? Brush. Brush. Rồi, động từ này như sau. Brush, 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 brush. Động từ này là đánh. Không phải đánh nhau nữa nha. Ý đánh răng á. Rồi, chải. Rồi, ok, brush, brush, đánh chải. Rồi, bây giờ nói đánh răng làm sao? Học cái răng rồi, răng, một cái răng là gì? A tooth, a tooth. Đây là danh từ đặc biệt, dạng số nhiều của nó không dùng chữ này mà dùng chữ này. Teeth, một cái răng thì nó a tooth, số nhiều là teeth, teeth, teeth. Rồi, cái răng, cái âm. Rồi, tooth, âm thờ sao? Tooth, tooth. Rồi, số nhiều. Teeth, teeth, ok, teeth. Rồi, danh từ là cái răng. Rồi, tóc. Tóc là gì các bạn? Hair, hair, phiên âm bên sau. Air, hair, hair. Chữ R sao không đọc, tôi không phiên âm. Hair. Rồi, danh từ là tóc. Tóc là một danh từ không nắm được. Rồi bây giờ nó đánh răng của tôi nó mới sao các bạn? Brush my teeth. Mình đánh một cái răng hay đánh nhiều cái răng các bạn? Đánh nhiều cái răng đúng không? Tất cả cái răng không dùng cái này được. Ok. Tương tự cô ấy đánh răng của cô ấy. She brushes her teeth. Đổi tính từ sở hữu đi. Yes. Rồi. Tiếp tục nào. Chải tóc của tôi nó sao? Brush my hair. Ok. Nhưng bây giờ anh ấy chải tóc anh ấy. He brushes his hair. Đổi tính từ sở hữu đi. Ok. Rồi, go on. Gì đó các bạn? À, tắm nó làm sao? À, tắm người ta dùng cụm động từ take a shower. Take a shower. Take a shower. Rồi các bạn, take là động từ lấy cầm. Cầm một cái shower. Vậy shower là gì các bạn? Shower. Rồi các bạn, đây phiên âm S-I. Out. A-U đồng out. Shower. Danh từ là vòi sen. Rồi, cái vòi hoa sen đấy. Cầm một cái vòi hoa sen tức là tắm. Ok các bạn. Đấy, một cái động từ ghép với một cái danh từ nó ra một nghĩa khác đấy các bạn. Cầm một cái vòi sen là tắm. Rồi, vậy cụm từ này nghĩa gì các bạn? Tắm. Rồi. I take a shower, tôi tắm. I take a shower every day, tôi tắm mỗi ngày. Ok. Rồi, chúng ta có rửa. Rửa, wash. 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 Rồi, phía đây mình sẽ các bạn. Wash. Âm o, wash, wash. Âm o, wash, as I, wash. Động từ, rồi rửa. Ok. I wash this, I wash dishes. I wash dishes. I wash plates. Tôi rửa đĩa các bạn, ok. I wash my hands. Tôi rửa tay của tôi, ok. Wash, rửa, ok. Vậy thì bây giờ các bạn, rửa mặt là gì? Wash my face. Wash. Rửa mặt của tôi, wash my face. Face, face. Ok, tương tự vậy, face.
À, chúng ta từ face, face này, face. Biết Facebook không? Ai cũng biết đúng không? Vậy chữ face không là gì? Face, face. Danh từ là khuôn mặt đó các bạn, cái mặt đó các bạn. Vậy Facebook, Facebook nghĩa là gì các bạn này? À, quyển sách mặt à. Các bạn đừng nên dịch nghĩa nó, tại vì Facebook là một cái danh từ tên riêng, nó không cần dịch nghĩa nó. Ok. Rồi. Rồi, rửa mặt của cô ấy là gì? She washes her face. Ok, rồi, tiếp tục nha. Rồi, thế giặt quần áo là gì này? Rửa chén là gì? Rửa chén bát là gì các bạn này? Wash up. Wash up, wash up, up là gì? Biết rồi, giới từ nên đúng không? Một động từ ghép với một giới từ trong tiếng Anh rất đặc biệt. Động từ wash, ai cũng biết là rửa rồi. Bây giờ nó ghép với này, up. Up là giới từ nên, lên. Ok. Một động từ ghép với một giới từ sẽ ra một nghĩa khác. Ra một nghĩa khác nha các bạn. Trong tiếng Anh nó hay có trường hợp này, được chưa các bạn nha. Động từ này ghép với giới từ này nó lại ra một nghĩa khác. Không là rửa nữa mà gì đây? Là rửa gì đây? Rửa bát đũa các bạn. À, nói thêm chữ bát đũa vào nữa. Mặc dù cái chữ up này không hề có nghĩa là bát đũa gì cả. Đó chưa các bạn? Ok. Thế giặt quần áo là gì các bạn? Do the washing. Do the washing. Động từ do này ghép với này một cái cụm từ có dính dáng đến chữ rửa phía sau thì ra giặt quần áo. Cụm động từ này nghĩa là giặt quần áo. Hay là giặt đồ cũng được, các bạn muốn dịch cho phải dịch. Ok. Do the washing. Rồi. Rồi, lau chùi, lau chùi là gì các bạn? Rồi các bạn, chúng ta có người lau chùi này các bạn này, cleaner, chúng ta bỏ cái đuôi này đi, chúng ta có được động từ clean. Rồi phía sau clean, động từ là lau. Ok, hay là chùi, các bạn muốn dùng thế nào thì dùng. Rồi tiếp tục nào. Vậy chúng ta nói lau nhà nó sao các bạn? Clean my house, lau nhà của tôi. Ok. And clean his house, bạn muốn nói sao thì nói. Yes. Rồi clean the table, lau cái bàn. Ok. Clean the chair, lau cái ghế, muốn lau cái gì thì lau. Ok. Rồi, chúng ta có động từ làm là do. Việt Nam bài tập nó sao các bạn này? Do. Ok. Bài tập về nhà, rồi động từ do làm, rồi chúng ta có bài tập về nhà là homework. Rồi chúng ta ghép chữ ngôi nhà home, ok, với chữ work là làm việc, thành ra bài tập về nhà. Danh từ nhấn đầu lên homework. Rồi danh từ là bài tập về nhà nhá, bài tập về nhà các bạn nha. Vậy do homework là gì các bạn? Làm bài tập về nhà của tôi. Do my homework là gì các bạn này? Làm bài tập về nhà. Yes. And I do my homework in the evening. Tôi làm bài tập về nhà vào buổi tối các bạn. Ok. Rồi. Gì nữa các bạn? Tập thể dục các bạn nói sao nhỉ? Do exercise. Đây, tập thể dục. Do exercise. Tôi ghi lại cho nó to dễ nhìn. Exercise. Do exercise. Làm bài tập. Cụm động từ nghĩa là tập thể dục. Và các bạn exercise. Cụm từ này có nghĩa là gì đấy các bạn? Cái này có nghĩa là bài tập đó các bạn. Ok, sau mỗi bài học đều có bài tập hết đây. Chữ này là bài tập. Làm bài tập. Cái chữ này ghép ra là gì? Làm bài tập. Mình có thể dịch là làm bài tập. Hoặc các bạn có thể dịch là gì? Tập thể dục. Nha các bạn. Ok. Rồi. Ví dụ ở trên lớp tôi nói do exercise thì các bạn dịch là gì? Làm bài tập. Nhưng mà ở nhà tôi nói I get up, tôi thức dậy. Then sau đó I do exercise, sau đó tôi do exercise, thì khi đó do exercise các bạn dịch gì? Tập thể dục. Ok, exercise. Tiếp năm. Exercise. Rồi. Danh từ đây là một danh từ bài tập. Ok. Rồi. Mặc quần áo mình nói làm sao? Get. Rồi, cái đầm là gì các bạn này? Cái đầm là dress. Rồi, get dressed là thêm đuôi ed ở sau nữa. Get dressed. Tôi chỉ phiên âm cái chữ này thôi. The dresser dressed. Cụm động từ nghĩa là mặc quần áo. Mặc quần áo.
Rồi, à đấy đã nói là mặc thì tôi dùng thêm một cụm từ nữa cũng mang nghĩa là mặc luôn. Ở đó là put on. Động từ put là đặt để nhưng mà đi với giới từ on. Ok. Ok, on đi với một giới từ on nó ra một nghĩa khác. Rồi, nguyên cái cụm từ này nó có nghĩa đầy đủ nghĩa sau. Mặc, mang, đeo, đội hoặc là bôi à, các bạn. Riêng cái từ này nó có bằng này nghĩa là mặc, mang, đeo, đội, bôi. Tất cả những cái thứ gì các bạn có thể khoác lên người, có thể bôi lên người thì cái đó chúng ta dùng động từ là put on, mặc, mang, đeo, đội, bôi. Ví dụ các bạn, I put on a hat. Thì cái hat là cái mũ, thì tôi put on thì cái gì? Tôi đội mũ. I put on a bag. Thì các bạn, cái bag là cái cặp vậy. Put on thì cái gì? Tôi đeo cặp. Rồi I put on shoes. Shoes là đôi giày, vậy khi đó put on thì cái gì? Đeo giày. Rồi các bạn, I put on lipsticks. À, lipsticks là son. Vậy các bạn, put on khi này thì cái gì các bạn này? Là bôi, ok. Được chưa các bạn? Mặc, mang, đeo, đội, bôi. I put on bikini. À, bikini áo hai mảnh. Gì put on là gì bạn? Mặc áo hai mảnh à, ok. Rồi, một chữ nữa cũng mang nghĩa là mặc luôn, mặc, mang, đeo, đội, bôi luôn là wear. Rồi, phiên âm sao các bạn? Wear. Cái chữ này phát âm giống hệt như chữ ở đâu. Where are you from? Where do you live? Từ đồng âm nhưng mà cách ghi thì khác nha các bạn. Ở đâu? Where. Đây, hai chữ này phát âm giống hệt nhau à, nhưng mà cách ghi khác nhau, và từ này nó mang nghĩa khác, từ này mang nghĩa khác nha. Người ta gọi là từ đồng âm, phát âm giống nhau nhưng mà sao nghĩa khác nhau, cách ghi khác nhau. Được chưa các bạn? Ok. Rồi, mặc, mang, đeo, đội, bôi. Vậy bây giờ mặc vào phải cởi ra. Cởi ra là gì các bạn? Chúng ta cũng có động từ take là lấy cầm luôn. À, take là lấy cầm, tuy nhiên bây giờ nó đi một giới từ off. À, phiên âm thế này sau off, âm phở. Rồi, take off. Cụm động từ nghĩa là cởi ra. Ok, cởi ra. Vào nhà rồi mà còn đội mũ hả? Take off your hat. Cởi mũ của bạn ra. Okay, take off your shoes. Cởi giày của bạn ra. Ok. À, take off your clothes. Rồi có một chữ nữa là quần áo. À, clothes. Đây, chữ quần áo các bạn. Tất cả các loại quần áo. Okay, quần áo chỉ chung. Rồi, clothes. Cái chữ này phát âm giống hệt như động từ đóng lại luôn. Clothes. Clothes. Ok, danh từ là quần áo. Từ này phát âm đồng nghĩa với chữ động từ đóng lại, đóng, close, open, close. Hai chữ này phát âm giống hệt nhau luôn. Tuy nhiên, nghĩa khác nhau, cách ghi khác nhau. Đây, đọc giống nhau luôn, close. Như tôi nói các bạn, take off the clothes, vào nhà rồi, take off the clothes, vào nhà rồi. Cởi quần áo, ôi chết, đâu có được. À, take off the clothes, cởi quần áo ra. Nhưng bây giờ tôi nói, close your book. Thì khi đó tôi đang nói chữ gì các bạn này? Close your book là gì? À, đóng quyển sách của bạn này. Ok, được chưa? Rồi, lằng nhằng thế nhỉ? Rồi. Listen and repeat. Lắng nghe và đọc lại cho tôi. Read a book. Write a letter. Letter. Listen to me. Listen to music. Listen to me là gì? Hãy lắng nghe tôi. Ok, lắng nghe tôi. Ok. Listen to music. Hãy gì? Hãy nghe nhạc. Listen to Nam. Hãy lắng nghe Nam nào. Listen to Hoa. Lắng nghe Hoa. Listen to teacher. Lắng nghe thầy giáo nào. Music. Âm nhạc. Has. Breakfast. Chữ này học là have. Có thể là has. Breakfast. Lunch. Dinner. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Ok, brush, a tooth, teeth, hair, brush my hair, take a shower, wash my face, wash up, đọc nối sang, wash up, dòng nối sang wash up, do the washing, cleaner, clean my house, do my homework, do exercise, get dressed,
Get the rest. Put on, wear, take off. Đọc nối sang take off. Close. Ok rồi. Rồi bây giờ viết câu hỏi thời gian có hoạt động xảy ra nào. Đấy, hỏi mấy giờ rồi, hỏi làm sao các bạn? What time is it? Ok rồi. Ai cũng biết câu này rồi. Bây giờ hỏi thời gian các hoạt động xảy ra. Rồi các bạn, vậy để hỏi thời gian chúng ta luôn luôn dùng cái gì các bạn này? What time? Mấy giờ rồi? What time is it? Để chúng ta không dùng cái câu này nữa. Câu này xưa rồi. Câu này là trình độ con nít rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta các bạn cao cấp hơn một chút. Ok. More complex. Phức tạp hơn một chút. Rồi chúng ta có hỏi mấy giờ có hoạt động xảy ra và chúng ta cũng sẽ dùng từ để hỏi là what time. Rồi. Tôi đã hỏi what time mấy giờ. Rồi. Mấy giờ bây giờ? Bạn đi học lúc mấy giờ? Bạn đi học lúc mấy giờ? Bạn đi học là động từ thường đúng không? Rồi, bạn là gì? You. Đó, đi học là gì các bạn này? Go to school. Go to school. School. Rồi, chủ từ S mấy đây? S2. Động từ thường với câu hỏi. Đưa gì đến đầu câu làm câu hỏi? Do. Ok. What time do you go to school? Rồi, bây giờ, mấy giờ cô ấy ăn sáng? Rồi, trả lời hỏi đi. Cô ấy ăn sáng hay các bạn? She ăn sáng hay gì các bạn này? Have breakfast. Rồi, have breakfast. Chủ từ S mấy? S1. Rồi, động từ thường. Vậy chủ từ S1 đưa gì nên làm câu hỏi? Đưa does. What time does she have breakfast? Ok. Rồi, tiếp tục nào. Mấy giờ anh ấy thức dậy? Anh ấy thức dậy là gì các bạn này? He gets up. Rồi, chủ từ S1 đưa gì nên làm câu hỏi? Does. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Mấy giờ họ làm bài tập về nhà? Chủ từ họ đấy các bạn này. They. Họ làm bài tập. Do gì đấy? Bài tập của họ. Their homework. Homework là danh từ không đếm được. Rồi, chủ từ S2, động từ thường đưa gì nên làm câu hỏi? Chờ động từ do nên làm câu hỏi. Chưa? Tương tự thì các bạn hãy sáng tạo ra rồi cách trả lời như sau. Bạn đi học lúc mấy giờ? Rồi trả lời đi. Tôi đi học. I go to school. Tôi đi học. Vào giờ nào? Các bạn dùng giới từ at cho tôi. At. Ok các bạn, vừa nãy chúng ta học ở bên gì giới từ chỉ vị trí. Tôi sống ở số 10 đường Điện Biên Phủ. At đó là giới từ at, trong trường hợp đó là giới từ chỉ vị trí. Trong trường hợp này cũng là chữ at này luôn, nhưng mà nó là giới từ chỉ thời gian. Ok, vào một cái giờ cụ thể nào chúng ta dùng giới từ là at. Còn kia là giới từ chỉ vị trí, là vào một cái nơi nhỏ, một địa điểm cụ thể chúng ta dùng giới từ là at. Ok, rồi. Tôi đi học vào lúc 7:10. At gì đây? At 7:10. Ok, at 7:10. Các bạn muốn nói là 7:10 hoặc là gì các bạn muốn nói phút trước cũng được. At gì đây? At 7:10. Còn nhớ không cái bài cách trả lời giờ không? At 7:10. Ok, giờ hơn giờ kém. Ok, hoặc nói đơn giản trả lời giờ đến phút. At 7:10. Ok, the second way, cách thứ hai. At gì đây? At 7:10. Ok, anh chị nào mà còn chưa lắm được cái hỏi thời gian, coi lại cái bài hỏi thời gian của tôi. Ok, rồi tiếp tục nào. Cô ấy ăn sáng lúc mấy giờ? Trả lời She. Rồi, động từ have nó phải chuyển thành gì các bạn? Chủ từ S1, câu khẳng định. Chuyển have thành gì? Has. She has breakfast. Breakfast at 6:40. At 6:30. Và lúc 6:30, hoặc các bạn có thể trả lời theo kiểu phút trước giờ sau cũng được. Rồi, at gì đây? At half 30 là một nửa đấy. Half past 6. Ok. Rồi. Anh ấy thức dậy lúc mấy giờ? Ok, là trả lời. He gets. Thêm S vào, chủ từ S1. He gets up. Gets up. At
À, 5 giờ 45 as gì? As 5:45. At 5:45. Ok, 5 giờ 45 họ có trả lời gì? As đây. Giờ kém nào? As a quarter to 6, được không? Yes. Rồi, họ làm bài tập về nhà của họ lúc mấy giờ? Ok. They do, chủ từ S2, động từ do không thêm gì cả. They do their homework. Homework. Ok. They do their homework at as 6 as 7:45, 7 giờ 45 vào buổi tối, in the evening. Rồi, ok. Tương tự các bạn do the same, các bạn hãy các bạn create, hãy sáng tạo được các bạn. Ok. What time do you go to school? What? Listen and repeat. What time do you go to school? I go to school at 7:10. And what time does she have breakfast? She has breakfast at 6:30. And what time does he get up? He gets up at 5:45. And what time do they do their homework? They do their homework at 7:45 in the evening. Ok. Rồi, bây giờ các bạn tôi giới thiệu thêm các bạn một chút về cái giới từ chỉ thời gian. Các bạn giới từ chỉ thời gian. Giới từ chỉ thời gian. Ở hôm trước mình học giới từ chỉ vị trí rồi đúng không? Vị trí rồi, ở một nơi lớn dùng là in, ở trên một con đường là on. Rồi. Ở một địa điểm cụ thể dùng là at, nơi lớn, nơi nhỏ, trên con đường on. Rồi, bây giờ giới từ chỉ thời gian. Rồi. Và các bạn nha. Nhớ cái câu thần chú của tôi. Ngày. Ngày dùng on. Rồi. Tháng. Năm. Rồi, dùng in. Rồi, tiếp tục. Giờ. Giờ dùng at. Ok. Các buổi trong ngày. Dùng in. Rồi, nhớ cái câu thần chú này cho tôi. Rồi, bắt đầu nha. Rồi, bây giờ tôi nói ngày dùng on. À, các bạn, ví dụ vào ngày thứ hai, on Monday. Các bạn, tất cả các chữ này các bạn, chúng ta đều dịch là vào hết, được chưa? Bây giờ nói vào ngày thứ hai, chúng ta nói on Monday. Vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, được chưa? Dùng on, ngày cụ thể. Rồi bây giờ tháng 5, tôi được sinh vào tháng 7. Tháng gì các bạn? In. Đây, tháng 7. Được chưa? Rồi, tiếp tục nào. Tôi được sinh vào năm 2014. In 2014. Ok. Ok, rồi các bạn. 2014, ok. Rồi. Vào tháng 7 này. Ok, các bạn chưa học chữ tháng được chưa? Từ từ thôi dạy nha các bạn. Tương tự vậy, chữ học thứ, nhưng mà hôm nay chúng ta phải nhớ cái cụm từ này cái đã, nhớ cái câu thần chú này cái đã. Còn mấy cái ví dụ thứ, ngày tháng tôi dạy sau, được chưa các bạn? Hôm nay các bạn phải nhớ câu thần chú này cho tôi, được chưa? Ok. Rồi. Rồi, hai cái này ngày này, rồi tháng năm này dùng in này, giờ dùng at. Tôi sinh ra vào lúc gì đây? 6:30 at 6:30. Rồi. Ok. Rồi, các buổi trong ngày dùng in. Rồi, vào buổi sáng nói sao? In the morning. Thêm chen chữ đầu nữa. In the morning. In the morning. Rồi, vào buổi chiều. In the. Cái chữ này sao? Thông thường đọc là the, nhưng mà khi cái chữ này mà đứng trước một cái từ bắt đầu bằng nguyên âm uể oải thì chúng ta đọc là the. In the afternoon.
À, các bạn nha, tiếng Anh rất nhiều cái các bạn dạy đâu gặp cái gì tôi nói cái đó, nên tôi đã nhấn mạnh với các bạn là sao các bạn coi là các bạn đừng có bấm tua các bạn nha. Có thể là cái đầu cái tựa đề video của tôi chỉ nói ngắn gọn trong vài chữ thôi, nhưng mà trong cái bài một bài á, sẽ có nhiều vấn đề tôi sẽ nói nó vượt ra ngoài cái phạm vi mà cái câu giới thiệu về cái bài, ví dụ bài 14 là thế này thế kia, thì trong cái bài dạy tôi sẽ có nhiều vấn đề nó còn nhiều hơn cả cái từ khóa đó các bạn. Các bạn hiểu không? Tiếng Anh có rất nhiều thứ để nói nha các bạn. Nên tôi nói nhấn mạnh một lần nữa các bạn, coi là phải sao? Coi thật kỹ, đừng bấm tua. Ok, ghi chép bài đầy đủ. Ok. Rồi. Đây, the. Tại sao đọc là the? Tôi nhấn mạnh rồi nha. Đứng trước một từ bắt đầu nguyên âm. Này, thì đó chữ này sẽ đọc là the. Còn nếu đứng trước từ đọc phụ âm thì đọc là the. Ok. In the afternoon, tương tự vào buổi tối. In the evening. Rồi, in the evening. Rồi, nhưng mà vào lúc đêm khuya dùng tới từ at night. Chú ý cho tôi nha, vào lúc đêm khuya, 10 giờ đêm là khuya hay là không khuya các bạn? At night. Rồi, vào lúc đêm khuya. Ok. Rồi, vào buổi sáng, vào buổi chiều, vào buổi tối, vào lúc đêm khuya. Nhấn mạnh nha. Các buổi trong ngày dùng in ngoại trừ anh này ra. Rồi, ok. Rồi. Xong. Chép bài xong chưa các bạn? Take out your notebook and take out your pen. Lấy xem vở ra, lấy bút ra. Rồi, take note, ghi chép này các bạn. Rồi, vậy là hỏi cái này xong nhá. Rồi. Có một câu nữa cũng liên quan đến cái này luôn, đó là bạn làm gì? Ngoài cái câu là hỏi mấy bạn đi học mấy giờ ra. And what time do you go to school? Rồi. Ngoài câu này ra, rồi chúng ta có một câu nữa, bạn làm cái gì vào buổi sáng, vào buổi chiều, vào buổi tối? Rồi hãy nhìn đây, what do you do vào buổi sáng là sao? In the morning. Ok, bạn làm gì vào buổi sáng? Tương tự như vậy các bạn, vào buổi chiều, vào buổi tối nói ra, bạn làm gì vào buổi tối? What do you do in the evening? Rồi, bạn làm gì vào lúc đêm khuya? What do you do at night? Ok. Rồi, tương tự mình đổi chủ từ đi. Cô ấy làm gì vào buổi sáng? What does she do? Ok. Rồi, họ làm gì vào buổi sáng? What do they do? Ok. Rồi, bố mẹ của cô ấy làm gì vào buổi tối? What do her parents? Ok, đổi chủ từ đi các bạn nha. Chủ từ khác, ok, vào. Ok, rồi, đi trả lời. Họ làm gì vào buổi sáng rồi? Bạn làm gì buổi sáng trả lời sao các bạn? À, thôi thức dậy. I get up, các bạn nói dài ra rồi chứ. I get up. Rồi, chấm câu sang câu khác rồi. Thứ hai làm sao nữa? I brush my teeth. Tôi đánh răng, bịa ra các bạn. Rồi. Các bạn chưa biết nối câu, các bạn cứ nói từng câu câu một vậy. I brush my teeth. Đi nữa. I wash my face. Ok, tôi rửa mặt nữa gì các bạn. Đi nữa. Dài ra. I get dressed, tôi mặc quần áo. Ok, rồi gì nữa các bạn? I have breakfast, tôi ăn sáng. Ok, rồi vân vân và mây mây hãy bịa ra nha các bạn. Rồi bây giờ hỏi, cô ấy làm gì vào buổi tối? À, buổi tối cô ấy làm gì? Rồi trả lời đi các bạn. What does she do in the evening? Trả lời sao? Buổi tối cô ấy làm gì? À, she has. Cô ấy gì đây các bạn? She has dinner. Cô ấy ăn tối. She has dinner. Rồi, gì nữa? Chấm câu. Hết một câu. Bịa tiếp ra. Cô ăn tối sao nữa? À, she watches TV. Xem. Watch. Rồi thêm vào. Watches TV. Gì nữa? À, she reads book. Cô ấy đọc sách. She reads. Ok, books, đọc sách, rồi. Ok,
chủ từ S1 động từ thêm S vào. Còn tại sao cái danh từ thêm S tôi đã nói rồi, danh từ đếm được, các bạn không thể nói là book như người Việt Nam thì được. Một là các bạn phải để book hoặc là gì đây, books. Ok, chú ý nha, rất nhiều cái được chưa các bạn. Rồi à, cô đọc sách gì nữa, bịa ra. And she does her homework. She does her homework. Cô ấy làm bài tập về nhà. She does her homework. Làm bài tập về nhà của cô ấy. Chủ từ S1, động từ do là làm. Phải thêm gì vào? ES. Trường hợp này, chữ này không phải là trợ động từ đâu các bạn nha. Động từ chính nhá. Nhớ nha, đừng có nhìn cái giống kiểu do not mà bảo nó là trợ động từ. Không phải, đây là động từ chính của nó đấy. Nó mang nghĩa gì? Làm. Cô ấy làm, chủ từ S1, động từ là phải thêm gì? ES vô. Ok, rồi. Ok, tương tự như các bạn create hay sáng tạo này các bạn. More creative, be more creative hay sáng tạo hơn nữa các bạn. Rồi, à giờ hỏi sao này? Bố mẹ của cô ấy làm gì vào gì đây? Vào lúc đêm khuya. À bố mẹ là mấy người? Hai người thì chúng ta trả lời sao? Họ gì đây các bạn? Họ gì đây? Họ go to bed. Họ đi ngủ đêm khuya còn làm gì? Đi ngủ có làm gì nữa? Ok. Rồi các bạn. Đó. Xong 19 bài. Các bạn đã có kiến thức từ con số 0 đến bây giờ, các bạn có thể bịa ra nói được rất nhiều thứ rồi. Còn vấn đề các bạn nói được hay không, nói tốt hay không, đó là do các bạn thực hành ở nhà thật là nhiều vào. Rồi, thực hành đi, thực hành lại. Rồi cái gì nữa các bạn? Các bạn phải có sự sáng tạo trong các bạn vận dụng những cái gì mình đã học. Nếu các bạn không sáng tạo, ok, thì các bạn sẽ không nói được, ok nha. Mặc dù các bạn có từ vựng, các bạn có ngữ pháp, nhưng các bạn không có độ sáng tạo trong việc bạn nói chuyện thì các bạn cũng đâu có nói được. Ok. Rồi. Thực hành nhiều ở nhà. Ok. Listen and repeat. Lắng nghe lại tôi. And what do you do in the morning? I get up. I brush my teeth. I wash my face. I get dressed. I have breakfast. And what does she do in the evening? She has dinner. She watches TV. She reads books. She does her homework. And what do her parents do at night? They go to bed. Rồi. We stop here. Chúng ta dừng ở đây. Ok. Remember, hãy ghi nhớ. Remember to practice at home. Ok. Hãy thực hành ở nhà. Rồi. See you next time. Hẹn gặp lại bạn lần tới. Rồi, don't forget. Đừng sao? Đừng quên. Rồi, press ấn nút like. Ok, thích. Ok, share. Chia sẻ. Ok, and register. Đăng ký. Ok. Rồi, goodbye.